Timujin xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2024. Tức là hệ thống kết nối toàn cầu của chúng ta đã vừa tròn đúng 1 tháng tuổi. 1 tháng tuổi anh chị nhớ nhá. Vậy 1 tháng tuổi của một công ty thì sẽ không thể tránh được những cái sai sót. Ví dụ như là sai vị trí này. Rồi là sai về số điện thoại này, khi anh chị cập nhật ấy, lúc đầu tiên đăng ký anh chị vội vàng mà, hoặc là có những người dành về công nghệ và có những người chưa dành về công nghệ lắm, cho nên cái chuyện sai sót này thì sẽ không thể tránh khỏi. Và đặc biệt là cập nhật về cái tài khoản ngân hàng cũng thế, có nhiều anh chị cập nhật tài khoản ngân hàng cũng vội vàng mà cập nhật sai, cũng như là lệnh rút tiền đặt cũng sai, rồi đặt đơn hàng cũng sai, rồi vấn đề vân vân. Cái đấy chúng ta hãy cùng nhau giải quyết trong 1-2 ngày tới là xong hết. Và từ ngày mai là công ty bắt đầu là cập nhật toàn bộ tất cả các hệ thống là đã trở thành automatic hết rồi anh chị nhé. Từ đặt đơn hàng này, từ cũng được tự động này, từ thành viên mới vào cũng tự động này, từ tất tần tật rút tiền, chuyển tiền đều là tự động hết anh chị nhé. Đây là một khẳng định. Cái vậy thì anh chị hãy yên tâm. Còn bây giờ thì các đơn hàng anh chị sẽ được làm việc từng với bộ phận. Chúng tôi có bộ phận là bộ phận hỗ trợ đơn hàng này, bộ phận là hỗ trợ về thẻ thành viên này, hỗ trợ về rút tiền này, hỗ trợ về voucher này, vân vân. Chúng tôi đều có những bộ phận hết. Vậy anh chị hãy join vào những bộ phận đó và chúng tôi sẽ giải quyết cho anh chị trong 2 ngày là xong hết anh chị nhá. Rồi, còn về phía công ty thì tôi cũng thay mặt công ty, tôi là giám đốc điều hành Timujin, cũng xin gửi lời để kính chúc tới toàn thể quý vị và các bạn là cộng đồng của kết nối toàn cầu. Một lần nữa tôi xin thay mặt phía công ty xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị, và cũng như là nhận lỗi thiếu sót về phía chúng tôi. Tôi Timujin, giám đốc điều hành, xin nhận lỗi trước toàn thể quý vị và các bạn. Ngày mai chúng tôi sẽ làm việc tốt hơn, được không ạ? Vâng, cảm ơn cô anh chị. Và đây, chúng tôi sẽ làm việc đầu tiên là chúng tôi sẽ thông báo tới toàn thể những thành viên bị sai, ví dụ như là sai vị trí, sai số điện thoại. Công ty sẽ xử lý một lần duy nhất anh chị nhé. Một lần duy nhất can thiệp vào hệ thống. Được chưa? Thông tin chúng tôi sẽ nhận vào đến 12 giờ trưa của ngày mai, là ngày 11 tháng 1 năm 2024. Và anh chị hãy gửi lại cho tôi qua số điện thoại Zalo là 0835245959. Timujin sẽ nhận. Và sau giờ đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ một trường hợp nào hết. Anh chị nhớ nhá, tất cả những trường hợp sau đó sẽ không được giải quyết nữa. Mong anh chị hết sức thông cảm và phối hợp với chúng tôi. Cảm ơn anh chị. Còn về trên hệ thống thì cũng mong rằng các anh chị hãy có những cái nhìn nhận chính xác. Ví dụ như rất nhiều người chỉ bảo là vào đây thế nọ, vào đây thế kia. Chúng ta không bình luận vấn đề đó, mà chúng ta hãy nhìn nhận trên hệ thống của chúng ta sẽ vào xem tất cả những cái này, mua hàng hay như thế nào vân vân. Rồi chúng ta vào tài khoản của chúng ta và chúng ta hãy làm những cái việc rất cẩn thận. Đấy. Ví dụ đây này, trước kia chúng ta bị sai cái này, bây giờ chúng ta công ty sẽ cho chúng ta chỉnh sửa duy nhất một lần nhé anh chị nhé. Duy nhất một lần mà thôi. Ok, anh chị nhớ đó. Đó, đây là sai cái này. Rồi, đấy, ví dụ là sai cái này. Còn sai cấu trúc thành viên cũng thế. Cấu trúc thành viên có thể là do nhầm lẫn thì nó sẽ về phía công ty. Mà phía công ty thì rõ ràng là đại diện là của anh Dương Mạnh Quyền, cho nên là nó phải về anh Dương Mạnh Quyền là đúng rồi. Vậy thì công ty cũng cho phép các anh chị vẽ lại cơ cấu của anh chị và công ty sẽ trả lại đúng vị trí của anh chị. Được chưa? Ok chưa anh chị? Rồi, cái hệ thống của tôi nó quá là nhiều cho nên là nó không chưa loát ra ngay được đâu ạ. Vâng. Còn về giao dịch, các anh chị nào về thiếu tiền thì cũng hãy chụp lại gửi cho từng bộ phận, công ty sẽ giải quyết. Đây này, ví dụ thiếu tiền hoa hồng vân vân, anh chị nhớ nhá, bộ phận công ty sẽ giải quyết hết. Và tất cả cái điểm voucher mua và voucher này, tất cả mua bán cái này đều là thanh khoản tự động hết anh chị, hiểu chưa? Chúng tôi đã tự động hóa 100% rồi anh chị nhá. Xin chúc mừng tất cả anh chị đã đến với một công ty nền tảng tuyệt vời là từ gì? Từ AMC, nơi sản xuất và nghiên cứu những cái sản phẩm thực phẩm chức năng đưa ra cộng đồng và thế giới. AMC đã có 20 năm nền tảng rồi anh chị nhá.
toàn những giáo sư tiến sĩ đầu ngành rồi, và công ty Suma là chủ tịch Dương Mạnh Quyền là chủ tịch của công ty Suma, và công ty Suma là đối tác chiến lược, là một công ty trong các công ty của AMC. AMC có 40 công ty và có 7 nhà máy sản xuất và có những trang trại nuôi yến và nuôi tàu biển, vân 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 vân. Đó, anh chị hiểu rằng chúng tôi là một lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Sau này sắp tới chúng tôi sẽ đưa tất cả những cái sản phẩm của bên AMC sản xuất mà cung cấp cho các đơn vị ở bên ngoài, chúng tôi sẽ cập nhật vào với chúng tôi và sẽ cho tất cả quý vị được những cái giá thành rất rẻ và rất rẻ rất rẻ. Thì xin báo với cô anh chị rằng những người đã được là giám đốc 3 sao sau này sắp tới đây tiền đồng chia sẽ nhiều 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 nhiều, và mỗi một buổi sáng bim bim sẽ rất là nhiều anh chị nhá. Còn cái thẻ thành viên ấy thì nó sẽ không nhiều đâu, nhưng mà ở tất cả là ở gì ạ, ở sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ, và tất cả những sản phẩm đó chúng tôi sẽ trở thành những con số thành viên 1 triệu rất nhanh, và chúng tôi sẽ tiến ra thị trường thế giới, và tất cả quý vị ở đây sẽ là đứng đầu toàn bộ thế giới. Và đây là một công ty nền tảng lớn mạnh và một công ty để đời, một công ty Việt Nam mà có thể chiếm lĩnh toàn bộ trên thế giới, được chưa ạ? Vâng, xin cảm ơn anh chị. Vâng, xin cảm ơn.